Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai bạn. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Phạm Tiến Công, hiện nay 31 tuổi. Công việc hiện nay em đang làm đó là giáo viên ạ. Thế còn em? Em tên là Ngọc Bích ạ. Em 28 tuổi. Dạ em cũng là giáo viên. Chắc có lẽ là hai bạn gặp nhau trong một môi trường sư phạm. Dạ không, bọn em công tác ở hai cơ quan khác nhau anh. Công nhận tôi đoán đúng. Thế thì hai bạn lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Bọn em là quen nhau qua Facebook. Mấy năm rồi? Dạ 4 năm. Và bọn em là có một người bạn chung trên Facebook. Thì bạn ấy có viết một về một vấn đề. Anh ấy cũng có bình luận, em cũng bình luận. Nhưng mà ý kiến của bọn em nó trái chiều. Dạ, nó không có đồng nhất. Cho nên là cãi nhau trên tường nhà bạn thì bất lịch sự. Cho nên là bọn em mới kết bạn với nhau và tranh luận tiếp. Nghĩa là tranh luận nhau. Dạ. Rồi cuối cùng ai thắng không? Hiện giờ thì vẫn bất phân thắng bại. Ủa nhưng mà nếu mà tranh luận như vậy thì sao mà yêu nhau được ta? Sau đó thì anh ấy hẹn cà phê. Hẹn rất nhiều lần nhưng mà em không đi lần nào cả. Vậy hả? Hẹn chắc phải 10 lần. Đúng rồi, lần thứ 10 cổ mới chịu đi hả? Dạ. Chưa, vẫn chưa chịu đi. Đến lần mấy thì cổ mới đi? Dạ không có lần nào đi hết. Ủa rồi tính cuối cùng sao? Tụi em lại gặp mặt theo trong cái trường hợp khác. Trường hợp gì? Lần đó thì ảnh đi xuống Bình Dương nhà em công tác. Thì anh ấy nói là thôi bây giờ anh tới gần nhà em rồi. Thì cái lần đó anh đến nhà em thì là anh xin phép ba mẹ em tìm hiểu luôn. Rồi ảnh trước khi yêu em anh có người yêu chưa? Mấy cô luôn. Rồi lúc đó em yêu bạn này thì bỏ mấy cô kia chưa? Em có bỏ không hay là bắt cá ba bốn tay luôn để chọn lựa? Tức là trong cái thời gian mà hai vợ chồng em quen nhau á thì cái chuyện của em với một số cô ngày trước á thì xong xuôi rồi. Nếu vậy thì suôn sẻ, có cái vấn đề gì đâu. Dạ, có gì khó khăn không? Ảnh thì không còn vấn đề nhưng mà mấy chị kia thì còn vấn đề. Mấy chị kia còn vấn đề? Dạ, quen vài cô vậy đó. Nhưng mà có khi nào em bị mấy chị kia tiếp cận để mà làm phiền em không? Sau đó thì bọn em dạm ngõ xong á thì có một lần em đến thăm anh này. Đến đó thì gặp luôn cái chị người yêu cũ kia cũng đến thăm luôn. Một chị mấy chị? Dạ một chị. Rồi chạm mặt sao? Trời ơi, xong rồi em nghe tiếng khóc rồi tiếng gào thét rồi nhiều lắm. Xong rồi em đi về. Chị kia thì làm gì mà gào thét? Lúc ấy thì em cũng đã nói lời là chấm dứt. Chấm dứt rồi nhưng mà cô vẫn yêu cầu em là muốn em quay lại đúng không? Cho nên mới có cái chuyện gào thét, khóc lóc đúng không? Rồi lúc đó em trả lời với cô đó như thế nào? Vẫn dứt dạt luôn hay là em lại quyến luyến? Không, cái vấn đề quyến luyến thì em không có. Là không đúng không? Rồi sau lần đó cô còn làm phiền vợ chồng em nữa không? Dạ không có phiền anh này. Chuyển qua phiền em. Chị đó liên lạc với em thì Facebook này, gửi mail, nhắn tin, rồi gửi hình, kể chuyện ngày xưa thắm thiết. Chị nói là đó anh chị rất là yêu nhau. Rồi em nói chung là người đến sau thôi. Nên là em nên giống như là tự rút lui á. Có nghĩa là chị yêu cầu em rút lui để mà nhường lại người chồng của em cho chị. Rồi em trả lời sao? Quyền quyết định là của anh này. Em không làm gì cả. Sau đó bọn em vẫn cưới nhưng mà chị đó vẫn như vậy á. Vẫn ghen? Cho tới bây giờ luôn? Cho tới bao lâu? Dạ không, sau cưới chắc khoảng cả năm á. Bây giờ tụi em là lấy nhau bao lâu rồi? 3 năm mà chị. 3 năm có nghĩa là 1 năm sau hôn nhân mới thoát. Vẫn bị cổ làm phiền. Dạ, giống như là chị đó không muốn rồi, chứ nếu chị muốn thì lúc nào chị cũng có thể lấy anh này ra khỏi tay em. Không có biết. Dạ, không biết chị, tại em không có biết. Em làm cú knock out như thế nào mà để dứt điểm? Thì bắt đầu là chị liên lạc với em rất nhiều nhưng mà không thấy em phản ứng gì. Thì chị bắt đầu là chị chuyển hướng sang anh này thì em cảm thấy là không được rồi. Phải giải quyết. Trong cái một cái năm đó thì em quan sát chồng, coi là chồng có cái biểu hiện gì là lung lay hay không. Đúng. Em thấy chồng em không có vấn đề gì không cả. Không vấn đề gì. Rồi vấn đề xong là của chị đó thôi. Rồi xong em giải quyết thì sao? Ban đầu là rất là giận dữ, rồi chuyển sang bực bội. Nhưng mà sau đó em lại nghĩ như thế này nè. Thật ra không phải chỉ có chị đó mệt, em mệt, anh này cũng mệt, không ai hạnh phúc cả. Rồi sau em lại thấy là chị đó lớn tuổi hơn em nữa. Yêu anh này mấy năm rồi chia tay. Em cảm giác giống như chị bỏ lỡ thanh xuân á. Thì em cảm thấy đứng ở cương vị là cùng là phụ nữ á. Em cảm thấy như vậy là nó không xứng đáng. Sau đó là để giải quyết chuyện này thì em viết một cái gọi là giống như tâm thư á anh. Em đồng ý với chị là anh chị có một cái thời yêu nhau sôi nổi say mê mà em không có. Đó. Nhưng mà em nói là cái sự lựa chọn của duyên phận đó, nó không phải là do mình muốn hay mình cưỡng cầu là có được. Sau đó em gửi cho chị đó có một cái bài thơ á chị, không phải của em nhớ trên mạng thôi. Là đưa người yêu đi ngang nhà người yêu cũ ạ. Trong cơn mưa ban trưa bỗng thấy lòng mình ướt thành hai nửa, nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa. Thật ra anh cũng rất khó, anh cảm thấy khó với em mà cũng khó với cái chị.
Nói tóm lại là có một cái câu chốt hạ gì để mà sau là viết bỏ. Là viết cái câu gì tâm thơ đó. Em nói là thanh xuân là cái quý giá nhất của người con gái ạ. Cho nên là không thể vì ai khác, dù là người mình yêu nhất đi chăng nữa, có thể phí hoài ạ. Để hy sinh cái thanh xuân của mình, đúng không ạ? Trong cái thời gian đó thì Công biết rằng là vợ mình rất là buồn, và thậm chí có thể gọi là stress. Có thể gọi là stress không? Stress. Em biết là vợ mình stress rồi. Có thai đó chị, tội lắm. Ồ, mà có thai nữa hả? Dạ, thấy tội nghiệp lắm. Vợ em có tính muốn giữ kín trong lòng. Ngay cả sau này em biết là từ lúc sống với ba mẹ cũng vậy. Nhiều khi là có những cái chuyện gì đều ngồi trong một chỗ rồi trong cái phòng đó để tự giải quyết. Thế em cũng biết như vậy thì em hỏi thì vợ em không có nói. Cái thời gian đấy thì vợ em lại có thai nữa. Thì mình rất là lo từ cái yếu tố tâm lý nó ảnh hưởng đến thai nhi. Thì em sẽ làm mọi cách để làm cô ấy vui. Như là làm việc nhà, rồi chăm sóc cho vợ. Rồi đi làm thì sáng đi chiều về. Mặc dù quãng đường em đi khoảng một ngày là mất 3 tiếng. Nói chung đó là về tinh thần. Còn ở đây là anh Vinh muốn hỏi em là em có làm một cái động tác gì tác động đến cái cô kia để mà cô kia cổ buông không? Bắt đầu kể từ cái lúc đấy thì không có liên lạc, không có cách để liên lạc nữa. Nên em cũng không có cái động thái nào tới cái... Nói chung là chỉ có cái động thái gọi là san sẻ với vợ. Em quy định như vậy ạ. Anh ấy không có mối cái liên hệ gì với người đó là được. Tự em giải quyết. Anh làm như vậy là tốt rồi đó. Không làm gì với cái chị kia là tốt rồi. Tự bản thân em là giải quyết tâm thơ xong, bài thơ nữa là cô ấy. Em thấy sau khi em gửi cái bức tâm thơ đó xong thì nói là tâm thơ nhưng thật ra giống chia sẻ vậy đó. Thì sau đó chị đó không có làm phiền. Không có làm phiền. Coi như thì là 2 năm nay yên ổn rồi. Em bé được mấy tuổi rồi? Dạ 2 tuổi luôn anh. Rồi có nghĩa bây giờ là tụi em có muốn là qua cái chuyện này tụi em có một cái gì đó muốn ở nhau, ví dụ như muốn chồng nên thay đổi như thế nào, hoặc là chồng muốn vợ phải thay đổi ra làm sao để cái cuộc hôn nhân này bền vững hơn nữa. Thật ra là bọn em tham gia chương trình này á là vì chồng em là một người tương đối kỷ luật á, ít có hành động lãng mạn lắm. Kỷ niệm 1 năm ngày cưới không thấy gì, 2 năm ngày cưới cũng không thấy gì. Năm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới thì em mới bày ra để cho nó có một cái sự kiện đặc biệt. Cho nên là bọn em quyết định tham gia cái chương trình này. Với lại là họ hàng anh còn ngoài quê à, bọn em cũng có con nhỏ rồi cũng chưa có dịp về thăm ông bà rồi họ hàng. Thì giống như tham gia chương trình thì mọi người có thể nhìn thấy bọn em thấy cuộc sống của tụi em hạnh phúc như vậy. Cũng nghĩa là bọn em đã rất cố gắng để có thể cùng nhau. Người ta nói 3 năm đầu hôn nhân là khó khăn nhất. Thì bọn em có thể cùng nhau đi qua được. Thì hy vọng là nhiều năm về sau nữa thì bọn em cũng có thể ở bên nhau giống như vậy ạ. Rồi đó là hai cái lý do tụi em tham gia. Nhưng bây giờ chị đang muốn nói là trong cuộc sống hôn nhân của tụi em á, em có muốn chồng em thay đổi gì không hay là giữ y nguyên con người vậy? Nên chăm chỉ nói những lời dịu dàng với vợ hơn. Vậy thôi gì? Được. Còn em có bây giờ thay đổi được hay không? Bắt đầu từ bây giờ. Chắc chắn là được ạ. Chắc chắn được. Rồi. Mọi người làm chứng nha. Chắc chắn là được. Rồi còn em muốn vợ em thay đổi gì? Em muốn vợ mình thay đổi gì không? Phải chăm chỉ hơn một chút. Một cái chăm chỉ thôi đúng không? Không phải đâu chị. Nhà em có phân công công việc, việc nhẹ, sạch sẽ, đơn giản em làm. Rồi. Việc nặng, phức tạp. Bây giờ là biết hết. Bây giờ không có cái gì mà phải biện hộ nữa. Chồng yêu cầu vợ chăm chỉ hơn là cứ biết là mình phải chăm chỉ hơn. Được còn không? Chồng á là làm ơn làm phước là nói những lời ngọt ngào hơn đó. Chị nghĩ là hai người sẽ làm được. Hai quá người đơn giản mà đúng không? Anh thấy là đơn giản mà đúng không? Đâu bây giờ em chúc họ hạnh phúc đi. Coi như là nhân ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Thôi thì anh chúc hai em không phải là 100 năm hạnh phúc. Cái gì dữ vậy ông nội? Nghe. Và mau chóng có một tin vui nữa để cho con của mình nó có em để mà nó bồng bế và chơi đùa với nhau. Nha. Chúc em lúc nào cũng sung túc vui vẻ. Cảm ơn hai. Và bây giờ là phần kiểm tra húy và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho cả hai vợ chồng đến từ hệ thống Singhouse Spa và Comestic trị giá 3 triệu đồng. Singhouse chất lượng tạo nên thương hiệu. Và món quà thứ hai đó chính là 6 hộp dưa uống sáng hồng chất nhất trị giá 1.500.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ mỹ phẩm chăm sóc da SY đến từ thương hiệu Sing Beauty trị giá 1.500.000 đồng, giúp cho bạn có một làn da luôn trắng hồng mịn màng và khỏe mạnh. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chui nôi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý, mời các bạn nghe kỹ câu hỏi. Vợ bạn ghét ăn món gì nhất? Mời cặp vợ chồng của Công. Vợ của Công ghét món gì? Mở ra. Hèn, thịt chó, chuối nấu ốc và ếch. Rồi. Không liên quan luôn. Còn bên này 1, 2, 3. Mở ra. Thịt vịt.
không hết, ăn dễ. Rồi, đề nghị. Đề nghị hai cô vợ ra quánh tù xịn. Rồi, 1, 2, 3. Ồ, rồi. Như vậy là vợ của Dương, vợ chồng của Dương sẽ được ưu tiên chọn một trong bốn màu. Màu gì? Màu hồng. Màu hồng. Rồi, bên này màu gì? Màu xanh. Màu xanh. Rồi, chị màu đỏ. Rồi, tôi màu vàng. Rồi, chúng ta hãy cầm tay nhau và đặt lên cái nắp hộp. Bây giờ Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở trước, còn hai cặp vợ chồng sẽ mở sau. Nào, mời mọi người đếm nào. 1. Rồi, bây giờ mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nào. 2, 3. Như vậy là khán giả của chúng ta sẽ có cơ hội nhận được một bộ sản phẩm đến từ Sáng Hồng Nhất Nhất trị giá 1.500.000 đồng. Tuy nhiên, để nhận được phần quà này, chúng ta phải trả lời được câu hỏi của cô Hồng Vân. Và câu hỏi như sau: cặp vợ chồng thứ hai làm nghề gì? A. Giáo viên. B. Kế toán. C. Giảng viên đại học. Câu thứ hai: có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Quý vị hãy nhanh tay trả lời và gửi câu trả lời về cho chúng tôi nha. Biết được chừng chúng ta sẽ là người may mắn nhận được phần quà đến từ Sáng Hồng Nhất Nhất trị giá 1.500.000 đồng. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Quý vị nhớ nha, nếu không xem được chương trình này, chúng ta có thể xem lại trên kênh YouTube kênh MCV Media. Và mỗi một tuần vào tối Chủ nhật, chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 22:30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất.